Ok, mình xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của tôi. Thì tôi là Cường 47 và cũng là phóng viên của kênh TC Media và cũng là kênh truyền hình trực tiếp của TC Media và cũng là bản quyền thuộc về TC Media. Thì hôm nay tôi sẽ đến đây để cho mọi người xem cái chương trình mà tôi sẽ quay lại ở trên video mà tôi sẽ phát hành lại cho mọi người xem luôn đó. Thì hôm nay tôi đã có mặt tại đây, là phía sau của mình là đây là chùa Lâm Tỳ Ni, cũng là một cái chùa mà rất là hay ha, rất là hay luôn, mà cũng là chùa này sẽ tổ chức chương trình, các chương trình rất là đặc biệt mà tại chùa mà tôi đã quay tại đây. Mà tôi đã quay tại chùa Lâm Tỳ Ni đó. Thì đây là video mà tôi sẽ quay lại cho mọi người xem. Đây là một cái video mà tôi sẽ quay lại là phát quà cho bà con lang thang cơ nhỡ tại trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Tôi sẽ đi các tuyến đường để cập nhật cho mọi người. Tôi sẽ phát cho mọi người những cái món quà mà bên chùa chúng tôi sẽ phát vào ngày 29/30. Hôm nay là ngày 29, tối nay 8 giờ tôi sẽ đi phát. Thì những cái video mà tôi đã quay lại ở trên kênh TC Media, tôi đã cập nhật ở trên đó, thì mọi người có thể xem qua lại. Và trong hôm nay mình cũng lâu quá rồi, mình cũng không có quay mình không có quay cái video mà tôi phát quà mà cho bà con lang thang cơ nhỡ ở trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Thì cũng là video mà tôi sẽ phát ở trên địa bàn, tôi sẽ đi các tuyến đường sẽ phát cho mọi người xem và tôi sẽ quay cận cảnh luôn cho mọi người xem. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều và mọi người nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho tôi bằng nút một like, một subscribe và ấn đăng ký kênh và chia sẻ video này rộng ra để cho tất cả mọi người cùng xem và cùng học hỏi với mình. Thì tôi sẽ ráng cập nhật cho mọi người xem nhé. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mấy người chân ngoài em mặc đồ thế thì chờ mình cái tặng đồ sao chứ. Dạ dạ. Không biết là